Chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui khỏe và một ngày thật là an lành. Sáng nay trời không có nắng mà giống như là muốn mưa nữa đấy. Nhưng mà mình rảnh mình ra vườn mình dọn chỗ để mình chuẩn bị giặt hột của các bạn. Clip này thì mình nói tới là hè bông của vườn mình. Cái hè bông nó có mặt trong vườn mình được mười mấy năm rồi. Mà cái hè bông kể từ khi mình trồng xuống đến nay là mình cứ để vậy là có bông ăn thôi các bạn. Nó rất là dễ chịu, giống như cỏ vậy thôi. Không có phân, không có thuốc và không cần nước luôn á. Chỉ có bông ăn thôi. Mình thì có hai luống hè bông dài hơn 10 mét, bề ngang hơn 1 mét. Nhưng sáng nay mình chia sẻ với các bạn là giữa hai luống hè bông của mình là mình có chưa hai ô để mình trồng dưa leo cho nó bò lên trên cái giàn đấy các bạn này. Đây. Đó. Nhưng mà trước đây mình chưa, nó nhỏ quá đi. Mình thấy cái dưa của mình chăm sóc cũng được mà cái phát triển thấy tồi lắm á, chật chội á. Thành mình làm xiên mình mở ra to ra gấp 3 lần đấy các bạn. Thì luống nào mình mở như vậy thì khi mở ra rồng thì mình có dỗ một ít cây hè bông, cây hè con. Mình phải dỗ đi một mớ hè. Thì mình đây các bạn này, mình dỗ mỗi luống hè bông của mình là mình dỗ hai rổ này. Mà hai luống thì mình dỗ bốn rổ. Nhưng mình đã cắt giống đây rồi nè. Mình đã cắt ra cây giống rồi. Và đây các bạn thấy mình cắt rễ nhiều lắm các bạn nè. Mình cắt như vậy là mình sẽ bán cho các bạn. Đây là luống thứ hai này. Luống thứ hai mình cũng mở rộng. Mình cũng mở rộng cái chỗ ương hột của các bạn để mình trồng dưa leo, mà để cho cây dưa leo nó phát triển, nó cái rễ nó thoải mái một chút cả tôi, chứ cứ chưa nhỏ nhỏ thôi à. Clip này là mình mở rộng cái chỗ để mình trồng dưa leo các bạn. Thì mình có dỗ một ít cây hè bông đó. Cái hè bông của mình là khi nào mà mình thấy nó dài mà nó không có suông, nó xấu xí là mình cứ cắt thôi nha các bạn, cho mình không có biết gì hết á. Mình cứ thấy xấu là mình cắt rồi là có bông ăn thôi, cho mình không có chăm. Thì qua clip này là mình có dọn hai chỗ để ương hột dưa leo. Thì mình có cắt được một mớ cây giống đây. Thì mình sẽ bán. Nếu các bạn nào mà qua clip này mà thấy thích thì message cho mình là mình sẽ bán cái giống để các bạn nào muốn thì mua trồng cho vui và có ăn vừa ngon mà vừa tốt cho sức khỏe nữa các bạn. Thôi mình dừng clip tại đây nha. Chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày thật là an lành. Bye.